Thưa bà con, những người nông dân này luôn bán hồ tiêu được với giá cao hơn bên ngoài thị trường từ 500 đến 1.000 đồng một kg. Thậm chí, nếu làm ra được những trái tiêu chất lượng, họ còn được thưởng thêm từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một kg. Giá trị kinh tế mà cây hồ tiêu đang mang lại cho những người dân ở tỉnh Đắk Lắk vì thế ngày càng cao và ổn định. Vì sao nhà vườn ở đây lại có được những ưu đãi như vậy? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Vườn tiêu này mỗi mùa thu hoạch, bà Cao Thị Hoàng lại bán cho thương lái. Tùy theo giá cả thị trường, có khi lời, khi lỗ. Thế nhưng bây giờ đã khác. Chỉ cần sản xuất ra được những trái tiêu đạt chuẩn an toàn, nhà vườn sẽ có được kết quả như mong muốn. Nói chung là năm ngoái mình chơi vào mô hình thì là tiêu nó lên sụt, nó bất bình thường. Còn năm nay là mình vào được cái tiêu sạch nó ổn định hơn, giá cả nó ổn định. Khi sản xuất sạch, người dân được đơn vị thu mua với 3 hình thức. Mua tiền mặt trực tiếp theo giá cao hơn thị trường theo từng nông hộ và đem về nhà máy để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong 3 đến 5 ngày. Đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ cộng thưởng thêm từ 2.000 đến 5.000 đồng một kg. Hình thức thứ hai là người dân ký gửi, giá lên được bán theo giá lên, giá xuống đảm bảo giá chốt khi gửi đơn hàng. Và thuận lợi ký gửi, nghĩa là gửi để giữ giá, chốt lời. Được hơn là vì mình bán thì giá bình thường thôi, nhưng mình được thưởng tấn 3 triệu. Bên Liên minh Dakado thì cũng sẽ là được thưởng cho nông dân là coi như là tiêu sạch là 3 đến 5 ngàn trên 1 ký. Là để bà con là coi như phấn khởi để sản xuất là tiêu theo hướng là tốt và bền vững về tương lai hơn. Đây là cách mà nông dân liên kết với Liên minh Dakado để sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu bền vững. Liên minh Dakado kết hợp với một đối tác châu Âu tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu tiêu an toàn tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, bà con sẽ thành lập các tổ hợp tác sản xuất tiêu an toàn. Đơn vị tổ chức sẽ làm nhiệm vụ liên kết nông dân xây dựng vùng nguyên liệu, tập huấn quy chế sản xuất, tư vấn chăm sóc, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hồi trước thì mình không có biết, tại vì mình làm thì mình làm theo người ta thôi chứ. Chứ không biết là cái bên mô hình cái tiêu sạch, bây giờ mình vào mô hình thì mình phải theo. Trong quá trình chăm sóc tiêu tại vườn thì bà con nông dân nên là coi như là chăm sóc theo sự hướng dẫn của các kỹ sư là của bên Liên minh để mà có cái ra sản xuất ra được cái nguồn tiêu sạch. Như bao cây trồng khác, hồ tiêu cũng có nhiều đối tượng sâu bệnh tấn công. Vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như thế nào cho đúng cách, đúng thuốc, đúng lúc và đúng liều lượng luôn là vấn đề khó khăn với hầu hết bà con. Khi tham gia mô hình này, nhà vườn sẽ được phát tài liệu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Họ sẽ sử dụng đúng loại thuốc trong danh mục cho phép. Còn hồi trước thì mình không biết sử dụng, mình nói chung là mình gặp cái gì mình bưng cái đó, là nó không đạt. Hiện nay có khoảng 300 hộ tham gia mô hình. Theo họ, sự hấp dẫn của mô hình ở chỗ giá bán cao, thị trường ổn định, chi phí chăm sóc vườn không tăng. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa nông dân, đơn vị thu mua mà mô hình này ngày càng thu hút sự chú ý của bà con. Để làm được điều này thì chúng tôi cũng rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các nhà khoa học và các công ty liên doanh. Thì để cho chúng tôi được kết nối với cùng với các công ty và các nhà khoa học để hướng dẫn cho bà con chúng ta là làm được cái tiêu sạch. Hiện nay, hồ tiêu của các thành viên trong liên minh đã có mặt tại các thị trường như châu Âu, Mỹ hay Úc. Điều này mở ra cơ hội rất lớn đối với bà con trồng cây hồ tiêu cả nước, khi mục tiêu của ngành hồ tiêu là hướng nông dân đến sản xuất bền vững và có được thị trường ổn định.